châu Âu đã chia rẽ về dự thảo nghị quyết lên án Nga. Ngày 23 tháng 11, Nghị viện Âu Châu bỏ phiếu một nghị quyết lên án Nga là một nhà nước tài trợ cho khủng bố. Theo nhóm các nghị sĩ thuộc PPE, Đảng Nhân dân Âu Châu bên đề xuất nghị quyết, quân đội Nga có chủ ý tấn công các mục tiêu dân sự như là oanh kích các cơ sở hạ tầng năng lượng. Tuy nhiên, dự thảo nghị quyết này gây chia rẽ tại thị trường, thậm chí cả trong nội bộ các nhóm nghị sĩ. Những lập luận này đã bị ông Raphael Glucksmann, nghị sĩ của châu Âu, thành viên nhóm các đảng xã hội và dân chủ vốn dĩ ủng hộ nghị quyết bác bỏ mạnh mẽ. Tổ chức WHO báo động sức khỏe hàng triệu người dân Ukraine bị đe dọa trong mùa đông. Tổ chức Y tế Thế giới ngày 21 tháng 11 báo động về cuộc sống của hàng triệu người Ukraine đang bị đe dọa sau hàng loạt vụ tấn công của Nga gần đây vào các hạ tầng năng lượng. Đại diện khu vực Âu Châu của WHO, ông Hans Klotz, nhận định rằng việc các cơ sở năng lượng của Ukraine bị hư hại đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với hệ thống y tế cũng như sức khỏe của người dân nước này, đặc biệt là việc đối phó với các bệnh truyền nhiễm như bệnh về đường hô hấp, bạch hầu và bệnh sởi. Từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2, WHO đã ghi nhận hơn 700 vụ tấn công vào các cơ sở y tế tại Ukraine. Ông Hans Klotz nhấn mạnh rằng đây là một hành động vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Châu Âu gấp rút nhập dầu diesel của Nga trước khi lệnh cấm có hiệu lực. Các thương nhân châu Âu đang gấp rút đổ đầy dầu diesel của Nga vào các bể chứa trong khu vực trước khi lệnh cấm của EU bắt đầu áp dụng vào tháng 2 tới đây. Vì các nguồn thay thế vẫn còn hạn chế, Liên minh châu Âu sẽ cấm nhập khẩu sản phẩm dầu mỏ của Nga, thứ mà họ phụ thuộc rất nhiều vào dầu diesel, trước ngày 5 tháng 2, 2023. Điều đó được thực hiện sau lệnh cấm dầu thô của Nga có hiệu lực vào tháng 12 tới đây. Pamela Munger, nhà phân tích thị trường cấp cao của công ty phân tích năng lượng Vattenfall, cho biết thì lượng dầu diesel của Nga tới khu vực lưu trữ Amsterdam, Rotterdam và Antwerp ARA đã tăng lên 215.000 thùng một ngày từ ngày 1 đến ngày 12 tháng 11, tăng 126% so với tháng 10. Với rất ít lựa chọn thay thế hiệu quả ngay lập tức, dầu diesel từ Nga đã chiếm 44% tổng lượng nhập khẩu nhiên liệu đường bộ và châu Âu cho đến tháng 11 tới đây. Ukraine đang tìm kiếm các giải pháp thay thế các thiết bị cung cấp Internet từ vệ tinh Starlink. Kiev đang tìm kiếm các giải pháp thay thế cho các thiết bị cung cấp Internet từ vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk và lo ngại về thông tin sai lệch ngày càng tăng trên Twitter. Các điểm truy cập Internet dựa trên vệ tinh của Starlink là tín hiệu của sự sống đối phó với những người Ukraine đang trải qua xung đột. Nhưng hành vi khó lường của tỷ phú Elon Musk đã khiến cho chính phủ Ukraine phải tìm kiếm các giải pháp thay thế. Đó là thông tin của Oha, phó thủ tướng Ukraine phụ trách hội nhập Âu Châu và châu Âu Đại Tây Dương. Theo bà Oha, thì những thay đổi lớn của ông Musk với Twitter sẽ khiến cho Kiev lo lắng rằng nền tảng xã hội này sẽ trở thành nguồn chính của thao túng truyền thông. Giám đốc tiệm Walmart bắn chết 6 người trong phòng giải lao rồi tự sát. Một giám đốc của tiệm Walmart nổ súng vào các nhân viên trong phòng giải lao của tiệm ở Virginia. Theo lời nhân chứng, hôm thứ Tư ngày 23 tháng 11, có ít nhất 6 người chết trong vụ nổ súng hàng loạt này, vụ thứ nhì chỉ trong ít ngày vừa qua. Hung thủ sau đó quay súng tự sát. Hiện chưa rõ nguyên nhân đưa đến vụ nổ súng này, làm cho 4 người khác bị thương và đang được điều trị tại bệnh viện. Một khách hàng nói với đài truyền hình địa phương rằng tiệm này rất bận rộn trước khi xảy ra vụ nổ súng do có nhiều người đi mua sắm trước lễ tạ ơn. Cảnh sát trưởng ở quận cho biết thì hung thủ là một nhân viên Walmart và dùng khẩu súng lục nhưng không cho biết tin tức nào khác vì gia đình chưa được thông báo. Hoa Kỳ chuẩn bị giải ngân khoản viện trợ 4.5 tỷ Mỹ Kim dành cho Ukraine. Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ là Janet Yellen vào ngày 22 tháng 11 công bố quá trình giải ngân khoản viện trợ kinh tế trị giá 4,5 tỷ Mỹ Kim dành cho Ukraine sẽ bắt đầu được thực hiện trong những tuần tới đây. Thông báo của Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ dẫn lời Bộ trưởng Yellen chỉ rõ khoản kinh phí nêu trên được Quốc hội nước này phê duyệt vào hôm ngày 29 tháng 9 vừa qua trong một phần của dự luật tài trợ cho chính phủ Ukraine.